xin chào các bạn, nào nhà mình ơi, hôm nay chúng ta đến tập số 3. Nhưng mà trước khi mà cô đi vào cái từ mà chúng ta đang confused buổi tập này, thì cô mời một bạn có thể giúp cô đặt câu được không? Cô lấy ví dụ, cô nhìn Đức Anh từ bấy giờ. Nào, hợp với em lắm. Ê, giả sử nhá, Trâm Anh là crush của em. Bây giờ em nhìn bạn đấy và em nói với cô là gì? À, nói với Trâm Anh chứ không phải nói với cô. Là gì nhỉ? Tớ rất thích bạn. Em sẽ sử dụng từ nào nhỉ? Tớ rất thích bạn. Có phải là ai? Nhìn Trâm Anh đi. Có phải là I very love you không ạ? Ok, đáp án của em là gì nhỉ? Very love you. Thế thì không ai. Bạn ý... À đúng rồi, nói thế các bạn từ chối chắc chắn rồi. I very love you. Và Trâm Anh vừa đưa ra ý là I really love you. Tại sao em lại nói vậy, Trâm Anh nhỉ? Thuận mồm hơn nè. À. Nào chốt về cô này. Very, sau very chúng ta chỉ được phép sử dụng gì nhỉ? Tính từ hoặc là trạng từ thôi nhà mình nha. Còn sau really chúng ta được phép sử dụng một là gì nhỉ? Động từ hoặc là tính từ hoặc là trạng từ. Vậy thì trở lại câu đó. Tôi thích bạn đúng không? Nào ai cái gì đó. Love you, ok. Vậy cho câu hỏi từ love là từ loại gì? Danh từ, động từ, tính từ? Động từ. À động từ đúng không? Vậy động từ chỉ đi được với really. Nào Đức Anh tỏ tình lại nào. I really love you. Ok, đồng ý liền, ok. I really love you. Vậy bây giờ cô có câu tiếp theo nào. I'm đi, I'm blah blah happy. Vậy ở từ ở đây cô điên very hay là really? Nào nghĩ cho cô nào. Các bạn comment cho cô nhé.